Chào các đồng chí và các bạn. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng hôm nay được mở đầu bằng phần tin với những tin chính sau đây. Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tuyên truyền phòng chống mua bán người. Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ. Cuối chuyên mục là phóng sự cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bán đá quý. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 21 tháng 9, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, từ năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2018, cả nước xảy ra gần 17.000 vụ cháy, làm chết 471 người, bị thương trên 1.100 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 9.000 tỷ đồng và 6.200 hectare rừng. Ngoài ra, cả nước còn xảy ra 172 vụ nổ, làm chết 110 người, bị thương 270 người, thiệt hại tài sản ước tính 19 tỷ đồng. Từ tháng 6 năm 2015 đến nay, Lâm Đồng xảy ra 41 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 37 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe về các giải pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các mặt công tác nghiệp vụ, công tác xây dựng lực lượng và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, cũng như của các địa phương, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề khó khăn tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện nay. Hội nghị đã đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới là hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng, đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp giải pháp đầu tư nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời phát triển toàn diện phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ. Trong 9 tháng đầu năm 2018, bám sát nhiệm vụ công tác đã đề ra từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác quản lý cư trú, giúp người dân thực hiện quyền tự do cư trú, đi lại một cách thuận tiện, phù hợp với nhu cầu trong thời kỳ mở cửa. Ngoài ra, công tác đảm bảo trật tự công cộng ở các địa bàn, khu vực trọng điểm, khu vui chơi giải trí cũng được đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm tham gia các hoạt động vui chơi. Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã đề ra nhiệm vụ cho những tháng còn lại của năm 2018 là đẩy mạnh các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Trong các ngày từ 17 đến 20 tháng 9 năm 2018, Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên tổ chức đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người. Đối tượng tuyên truyền là cán bộ ban chấp hành hội phụ nữ cơ sở, các chi hội trưởng, chi hội phó và toàn thể các hội viên tại các thôn đồng bào dân tộc. Nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin tình hình tội phạm mua bán người, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người, luật phòng chống mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân. Ngoài việc nghe tuyên truyền trực tiếp, các cán bộ, hội viên còn được xem các tiểu phẩm, tình huống giả định giống như có thật ở ngoài đời để nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện và báo ngay cho lực lượng chức năng những hiện tượng nghi vấn để có biện pháp xử lý. Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được trang bị, các cán bộ hội viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền đến người thân và cộng đồng về công tác phòng chống tội phạm mua bán người. Công an tỉnh vừa tổ chức khóa tập huấn kiến thức pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Tham gia khóa huấn luyện này, các học viên là bảo vệ dân phố được trang bị những kiến thức cơ bản như công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự, công tác giữ gìn trật tự công cộng và trật tự đô thị, bảo vệ hiện trường, bắt giữ người phạm tội quá tang, phát hiện giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Khóa tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ dân phố những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, tiếp thu những vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn công tác, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đây, giúp cho các hội viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 9,
Cùng Mạnh Cường, 35 tuổi, trú tại phường 7, thành phố Đà Lạt điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 49C04375, chở vợ đến ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng tại số 22 Trần Phú, thành phố Đà Lạt để giao dịch. Khi đến ngân hàng, Cường đậu xe ô tô gần cổng ra vào nên đồng chí Nguyễn Minh Quân, chiến sĩ bảo vệ mục tiêu tại ngân hàng BIDV đến nhắc nhở Cường đưa xe vào đúng vị trí, nhưng Cường không chấp hành. Cường xuống xe dùng hai tay đấm vào mặt chiến sĩ Quân, có lời nói đe dọa, dùng chân đạp và kéo ngã chiến sĩ Quân. Được bảo vệ và nhân viên ngân hàng can ngăn, Cường đã lên xe chạy ra ngoài. Chiến sĩ Quân bị thương ở vùng mặt, tay, chân và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập Cường để làm việc. Cường khai nhận do bức xúc việc chiến sĩ Quân không cho để xe tại cổng ngân hàng nên đã nổi nóng và đánh chiến sĩ Quân. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Cường về tội chống người thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Hoai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, 23 tuổi, trú tại xã Madagui, huyện Đạ Hoai về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, từ tin báo của ông Trần Ngọc Trinh, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Madagui về việc gia đình ông bị mất một máy tính xách tay hiệu Acer, Công an huyện Đạ Hoai đã tiến hành điều tra và xác định Tuấn là thủ phạm. Tuấn khai, sau khi trộm được tài sản nhà ông Trinh, Tuấn đưa về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2018, Tuấn còn thực hiện một vụ trộm tài sản tại huyện Đạ Tẻ. Sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đồi Chơ Niên, thôn Đa Nung, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà tiếp tục bị sụt lún, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đây là khu vực từng bị sạt lở vào tháng 10 năm 2017, làm thiệt hại hơn 10 hecta cà phê của người dân, đa phần là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện trường ghi nhận diện tích đất bị sụt lún khoảng 4.000 m2, có điểm bị sụt gần 1 mét. Trong đó, con đường tạm nối thôn Đa Nung với thôn Yên Thành mới mở cuối năm 2017 bị nứt một đoạn nghiêm trọng. Cơ quan chức năng huyện Lâm Hà cùng chính quyền xã Đà Đờn đã tiến hành khảo sát các vết nứt đất mới, xây dựng kế hoạch để mở một con đường vòng nối thôn Đa Nung với thôn Yên Thành để đảm bảo an toàn cho người dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đà Đờn cho biết, cách đồi Chơ Niên khoảng 2 km, đã tái tình trạng đào vàng trái phép và nghi vấn các hầm vàng có thể liên quan đến việc sụp lún đất. Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đoàn Văn Hoàng, 30 tuổi, trú tại tổ dân phố Lâm Tuyển 1, thị trấn Đà Răng, huyện Đơn Dương. Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1, sau khi uống rượu, Hoàng đi mua bia về nhà uống tiếp thì gặp 5 người trong tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng bảo vệ dân phố đang đi tuần. Được mọi người nhắc nhở, Hoàng không nghe mà chửi lại tổ tuần tra. Sau đó Hoàng về nhà lấy một con dao dài khoảng 35cm giấu trong người đi tìm tổ tuần tra và chém anh Nguyễn Ngọc Thạnh nhiều nhát vào cổ và người. Anh Thạnh được mọi người đưa đi cấp cứu nên bảo toàn tính mạng nhưng bị thương với tỷ lệ thương tật là 15%. Xét hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng 7 năm tù giam và buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí chữa bệnh cho anh Thạnh. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, nên năm 2015, Lê Tiến Dũng, 28 tuổi, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề phụ xe tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tìm mua trang phục, cầu vai, quân hàm bằng tên quân đội, rồi chụp hình đưa lên mạng Zalo. Cũng do ít khi về thăm nhà nên Dũng đã nói dối mọi người là đang công tác tại tiểu đoàn kiểm soát quân sự quân khu 7 và cả gia đình đều tin. Giữa năm 2016, một người quen trong gia đình Dũng biết ông Nguyễn Văn Mác, trú tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, có nguyện vọng xin cho con vào học trường quân đội nên đã giới thiệu và nhờ Dũng giúp. Dũng đã hứa sẽ lo cho con ông Mác vào học tại một trường quân đội với chi phí là 500 triệu đồng. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, ông Mác đã tin tưởng và chuyển vào tài khoản cho Dũng tổng cộng 600 triệu đồng, gồm các loại phí chạy trường, khám sức khỏe, nhập học. Tháng 11 năm 2017, Dũng 3 lần gọi điện thoại hối ông Mác đưa con đi nhập học, nhưng khi ông Mác đưa con về Đồng Nai để nhập học, thì Dũng khóa máy điện thoại và bỏ trốn. Biết bị lừa, đầu năm 2018, ông Mác đã tố cáo Dũng đến cơ quan công an và ngày 11 tháng 4 năm 2018, Dũng bị bắt giữ.
Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt nhiều, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dũng 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc phải hoàn trả cho ông Mark toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Thưa các đồng chí và các bạn, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân, một nhóm đối tượng tại địa phương đã cấu kết với các đối tượng ngoài tỉnh, thực hiện chót lọt vụ lừa đảo bán viên đá quý để chiếm đoạt 400 triệu đồng của một nạn nhân. Thủ đoạn lừa bán đá quý, thiên thạch, đồng đen không còn mới, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được đơn của ông Võ Văn Tường, trú tại tỉnh Nghệ An, tố cáo bị một nhóm người lừa bán viên đá quý có tính năng hủy mọi loại sắt để chiếm đoạt 400 triệu đồng. Trước thời điểm nhận được đơn tố cáo của ông Tường, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nắm được thông tin có một nhóm đối tượng đang hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa bán đá quý. Các đối tượng tung tin có người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đơn Dương đang sở hữu một viên đá quý có tính năng hủy mọi loại sắt khi để gần. Tiến hành lập án đấu tranh, các trinh sát đã từng bước làm rõ nhóm tội phạm. Để thực hiện cái hành vi này thì nhóm đối tượng này chuẩn bị rất nhiều các cái công cụ như là mẫu đá. Mẫu đá thường là các đối tượng lấy ở những sông suối ở địa, nó có nguồn gốc từ tự nhiên thôi. Và sau đó các đối tượng này chuẩn bị một số cái mẫu thử. Mẫu thử đó thường là sắt phi 14 hoặc 16. Nhóm lừa đảo do Gia Liêng, 43 tuổi, còn gọi là Nguyên, trú tại xã Pró, huyện Đơn Dương cầm đầu. Ngoài ra, còn có các đối tượng Gia Men, 27 tuổi, trú tại xã Tu Cha, Nguyễn Văn Kiều, 41 tuổi, trú tại xã Đà Ròn, cùng ở huyện Đơn Dương. Nguyễn Thị Thùy Linh, 45 tuổi, trú tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk và Danh Công, 57 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là phao tin có một viên đá quý đang lưu giữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua nhiều đời và có tính năng hủy mọi loại sắt, gạ bán cho các nạn nhân với giá rất cao, nhưng thực chất đó chỉ là những viên đá cuội. Chúng cho các nạn nhân thử đá nhưng đã bí mật tráo mẫu thử từ những thanh sắt xây dựng phi 14-16 bằng những thanh thạch cao có kích cỡ tương tự. Chủ mưu là cũng như là Gia Liên, còn người đầu mối là kết nối là ông Kiều. Trong cái vụ này thì em không có, nói chung là em chỉ là người đứng ở sau thôi chứ còn ngồi ra chỉ có ông Kiều là ông chắc cái đầu mối thôi chứ. Tôi được đóng vai trò là đi quan sát coi có quen hay không đó, và đồng thời nếu quen thì nó quen, không quen thì nó không quen. Và rồi xong đó là chỉ được đưa mẫu, rồi xong là hết nhiệm vụ. Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2018, xác định nhóm đối tượng đang tập trung tại một quán cà phê tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo tiếp theo tại tỉnh Bình Thuận. Các trinh sát đã tiến hành triệu tập cả nhóm về cơ quan để làm việc. Khám xét xe máy của các đối tượng và tại phòng trọ của chúng, lực lượng công an thu được nhiều tang vật là các viên đá cuội, các mẫu thử là thanh sắt, thanh thạch cao. Qua đấu tranh, 5 đối tượng thừa nhận đã lừa lấy của ông Tường 400 triệu đồng. Thông qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo những người dân đã và đang đi tìm mua cái hàng mặt hàng đá hủy sắt, đá hăng sắt, đồng đen, thiên thạch. Không nên tin tưởng vào những cái lời dụ dỗ của các cái đối tượng, bởi vì thực tế cái mặt hàng này là không có trên thực tế. Nhóm lừa đảo hoạt động bằng thủ đoạn lừa bán đá quý hoạt động từ năm 2016 đến nay. Kết quả điều tra ban đầu còn cho thấy có một nạn nhân khác bị nhóm này lừa chiếm đoạt 200 triệu đồng. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang mở rộng điều tra. Để có thêm cơ sở xử lý các đối tượng, đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!